Lọc. Anh Lọc. Giữ con này. Lồng cái này bác Lọc. Đào xuống đây. Lồng cái này. Lồng cái trăm bọt bác Lọc. Đào uống cái xí cái đũa bia vô cái là người lâu nó uống. À, trời ơi từ. Đồ mai không bắt ăn đây đâu. Anh dắt vô mút của đi. Màu thôi chú 9 giờ. Chú giờ đâu? Chú giờ từ đi sáng nghỉ. Cháy. Đây em. Đây mô viên. Rồi. Đấy các bạn nha. Chiến nha. Có tiền thì họ đi bò nò, còn mình không có tiền thì mình dưới chân bò nò mình chơi thôi. Tạp ăn đó là. Cái này là cái nữa luôn. Cái này là buffet nha các bạn, buffet. Người thích bọc ngoài ăn nãy chứ. Về buffet có. Từ đây. Từ lòng này. Uống đi cái là tôi tiếp con cái. Cứ đổ vô. Tục mà. Buffet có nướng lòng bia. Ngọc. Ngọc. Anh Tư ngồi chị vô anh Tư. Anh này. Đưa đi qua bên đấy em. Ngồi vô. Đưa qua đó. Để đó đi. Để lại sót sót vô đây đi, chấm anh ăn ngon. Đây đưa cái hộp nó không ra. Dư này. Gì đây? Còn anh gọi rừng một đợt. Gọi rừng. Đây anh. Lùm lông vô. Lật, để qua đây lại này. Cắt lông nữa. À cắt luôn con lông nữa. Đưa đây. Người lâu sao. Hai đụng con kéo vô. Có này mà biết không? Chấm nha luôn xương luôn nha. Nha luôn xương. Ngọt á. Ra ra mà ăn, nhưng mà ăn trứng lọc á. Đúng bài. Đi bộ đậu. Rồi. Anh Tư. Chí anh Tư. Đổ bia vô cái thêm lông nữa. Cái này là thấm thiết đâu chứ cần gì. Để đã có cần chặt hạt muống hả? Bỏ cái thùng bia cho đây luôn kìa nè. Đồ. À uống nước. Đúng ra là cái này là mình không cần đem thùng diêm đâu. Mình phải đập đó à, đập đó cho chép lửa lên nhà. Dễ ôm. Đừng bia đập từ gió đến trưa cũng chả đâu. Đập. Lấy hai cái cũng cua cái hồ do vô đá nè. Giờ từ sớm tới trưa cũng lành khúa thôi. Ta lấy một cái thùng quạt. Ta hãy nhà là cũng chả thôi. Ta lấy cái thùng quạt không ra mà ta nói là cái này. Không phải nó lắm. Ừ. Thiệt. Cái không gọi mà lại có cái kia bắt lửa rồi. Đỡ hơn là đỡ hơn là ông say. Cái bông gòn được. Không cần. Ông mày quá. Anh gùi nhắm lông giá là anh để cho con quạt anh bắt cái trá lên cái gì đâu mà. Bỏ gạo. Bỏ gạo. Đi tầm với mình mới thành game. Mấy tin tao nấu nước, tao bỏ trong bịch bao ni lông tao nấu nước sâu không? Ừ. Bình thường. Tao nấu đến mức độ như luôn á, bỏ vô trong bịch bao ni lông á. Bao ni lông đông đun dưới. Mình làm đang mình nghĩ bao nhiêu lần mình bị đốt nữa liền trái trà rồi mình nghĩ không có nước ở trại giữ lẹ nguội nó đâu có nán được mà tầm bài bà đúng mình nó bài bà đừng mình bỏ mình làm nước này mình nấu chị ti làm chịu đừng á để ra chút náo cây bật nước náo cây thằng đi mình nấu mình trái rồi mình lấy bao lâu mình làm mình thử luôn cho thấy này nó trái liền chứ con cá có nước nữa không cá tụi mày đổ ghê bao mà đánh cũng cả ghê bay đổ gì không chuẩn nấu rồi cá tụi mày cũng cả nữa kẻ chứ kẻ cái bông lông bị dựng nước ra đúng không? Mày đốt hắn cũng là hắn cũng đạt hả? Tao mình đó hả? Biết làm gì không? Thôi cạnh ra. Cái lông nó vô. Ủa này. Là được. Vô cái cọng bị đốt nó mày cháy cái bộ lông. Lông đá. Cháy. Cháy đâu. Ôm. Lông ta cái anh Tư. Cái nào nó. Ngồi sâu quá, ngồi sâu quá. Con cá mà không ăn đầu quá luôn. Ủa, nhất đầu có, mua đậu không? Hàng chất cá đi mua đậu. Thỏ đi mua lưới. Thôi. Woo, ngồi đưa.